Tại kỳ họp thứ 46, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và đưa ra kết luận về một loạt các vụ vi phạm nghiêm trọng của các cán bộ và tổ chức Đảng tại nhiều địa phương. Chủ trì kỳ họp là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Kết quả kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hòa Bình cho thấy có 3 cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Cụ thể ông Ngô Ngọc Đức, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Hòa Bình đã bị khởi tố về tội đánh bạc liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội King Club. Bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các công ty liên quan. Ông Lê Minh Duy thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố do liên quan đến sai phạm trong vụ án công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam, xuyên Việt Oi. Những hành vi vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và đơn vị công tác. Ủy ban kiểm tra trung ương đã đề nghị cấp thẩm quyền xem xét và thi hành kỷ luật đối với các cá nhân nêu trên. Song song với đó, Ủy ban kiểm tra trung ương đảng cũng đã làm rõ những vi phạm tại tỉnh Bắc Giang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã bị chỉ trích vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc cùng với việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo dẫn đến việc Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong các dự án đầu tư thực hiện bởi công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Những vi phạm này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhà nước và làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với các cá nhân Lê Ánh Dương, Lê Thị Thu Hồng, Lê Âu Pích và Hoàng Văn Thanh, các ông bà Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Trần Xuân Đông và Ngụy Kim Phương bị khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang khẩn trương khắc phục các vi phạm và thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên liên quan theo kết luận. Trước các quyết định trên, một nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ, trường hợp cán bộ hoặc nguyên cán bộ lãnh đạo vi phạm pháp luật bị khởi tố, bị đưa ra xem xét thi hành kỷ luật đảng, họ phải đối diện với hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ. Anh Nguyễn Quốc Huy, chủ nhà số 490 trên 35, đường Lê Văn Sĩ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gửi đơn khởi kiện một công ty cấp nước về hóa đơn tiền nước 57 triệu đồng. Anh Huy mới đây cho biết, sau nhiều lần thương lượng không được với công ty cổ phần cấp nước gia định Liên quan tới hóa đơn trên, anh Huy đã nộp đơn khởi kiện đơn vị này ra tòa vào ngày mùng 5 tháng 8. Hiện tại, Tòa án nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn nhưng chưa thụ lý vụ việc. Được biết, anh Huy là khách hàng của công ty cổ phần cấp nước gia định. Đầu năm nay, gia đình anh nhận được thông báo chỉ số sử dụng nước của tháng 2 là hơn 3.000 m khối, hóa đơn tính tiền là hơn 57 triệu đồng. Anh Huy cho biết, trong khi các đường ống, thiết bị liên quan đến nước ở nhà đều hoạt động tốt từ đầu năm 2023 đến nay cũng không sửa chữa hay thay mới thiết bị nước nào. Theo anh Huy, nếu hơn 3.000 mét khối nước trên thất thoát trong 2 tháng, tức một ngày gia đình anh phải sử dụng 50 mét khối hay trung bình 2 mét khối một giờ. Tuy nhiên, khi dùng thiết bị đo lường nước đầu vào ở tầng trệt, chưa bao giờ có 1,2 mét khối một giờ và ở nóc tầng thượng tối đa là 0,8 mét khối một giờ. Anh giả định lượng nước tràn ra ngoài 2 mét khối một giờ, chảy liên tục suốt 60 ngày mà gia đình anh và hàng xóm không ai phát hiện là điều kỳ lạ đi tìm lời giải cho vấn đề này, anh Huy thử nghiệm ngắt hết các vòi nước không sử dụng thì đồng hồ nước không chạy ngược lại khi mở các vòi nước thì đồng hồ nước hoạt động do đó anh nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề chứ không phải do dò dỉ lượng nước lớn như vậy theo anh Huy gia đình đưa vụ việc ra tòa giải quyết vì không tìm được tiếng nói chung với công ty cấp nước đồng thời hội bảo vệ tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh cũng không bảo vệ được quyền lợi của gia đình anh vì công ty cổ phần cấp nước gia định không hợp tác Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử 24 bị cáo trong vụ án hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, với phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo của đại diện Viện Kiểm sát. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Văn Trinh từ 17 đến 19 năm tù cho hai tội danh vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và tội đưa hối lộ. Cùng hai tội danh nêu trên, bị cáo Trương Văn Thắng bị đề nghị mức hình phạt từ 18 năm tù. Liên quan đến vụ án bị cáo Trịnh Văn Hưng 45 tuổi, cựu cán bộ cục hậu cần Bộ Công an, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ mưu đường dây khai thác cát lậu này khi nhận tiền chạy án và không thực hiện. Theo đó, bị cáo bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Các bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị mức án 2 đến 12 năm tù về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Viện Kiểm sát, sau khi các tàu khai thác cát trái phép của Trinh bị bắt, Trinh đã thông qua Trương Văn Thắng, Bùi Văn Cường nhờ Hưng tìm người lo lót, chỉ bị xử phạt hành chính. Nhưng không quen biết, gặp người có khả năng giải quyết nhưng vẫn hứa hẹn giúp nhóm Trinh và đã ra giá 3 tỷ đồng. Sau đó nhận trước 400 triệu dùng để tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra và tại tòa Hưng phủ nhận việc nhận lời lo lót cho nhóm Trinh thoát bị xử lý hình sự, cho rằng số tiền đã nhận từ Cường chỉ vay mượn. Tuy nhiên, theo viện kiểm sát tài liệu trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo khác cho thấy có cơ sở xác định việc truy tố bị cáo là không oan sai. Đối với Trinh và đồng phạm, viện kiểm sát xác định cáo trạng truy tố đúng người đúng tội, có căn cứ hành vi của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động bình thường của hệ thống sông, làm thay đổi dòng chảy, gây sói mòn, đe dọa sự cạn kiệt của tài nguyên cát. Từ đó viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Trinh mức án 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. 12 đến 13 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 17 đến 19 năm tù. Cáo trạng xác định, từ tháng 2 năm 2022, Trinh tổ chức đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị thắng làm nghề sửa chữa, bán trang thiết bị, hoán cải cho tàu thuyền, tìm 9 chủ tàu tại Hải Dương, Đồng Nai, Hải Phòng tham gia. Trinh lập nhóm Zalo Hội anh em miền Bắc và tàu cát miền Bắc chỉ đạo các thuyền trưởng hút trộm cát thông qua ám hiệu tin nhắn, đi nhậu tắt đèn, tức đi hút cát, nghỉ nhậu, không đi hút cát có nguy hiểm. Chỉ trong 2 tháng từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022, Trinh đã chỉ đạo khai thác hơn 73.000 mét khối. Riêng ngày 6 tháng 5 năm 2022, khi bị phát hiện, 8 tàu của Trinh đã hút được 6.600 mét khối, có giá thị trường gần 840 triệu đồng. Trinh khai hưởng lợi từ việc khai thác cát lậu là 47 triệu đồng. Xong, nhà chức trách xác định bị cáo hưởng lợi từ 13 đến 24 tỷ đồng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, tổng giám đốc công ty cổ phần sữa Hà Lan về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Xảy ra tại công ty cổ phần sữa Hà Lan, địa chỉ tại 335 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các chi nhánh, kho hàng trực thuộc. Trước đó, cuối năm 2022, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần sữa Hà Lan có địa chỉ tại 335 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cùng các chi nhánh và kho hàng của công ty. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập 67 mẫu sản phẩm từ 33 loại sản phẩm của công ty cổ phần sữa Hà Lan, kết quả giám định cho thấy 66 trên 67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng dưới 70%, với tổng số lượng hàng hóa là 29.400 lon trên một hộp và giá trị hóa đơn hơn 4,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định sau khi xây dựng nhà máy Holland Mill tại km 39 quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương, quá trình điều tra Tổng giám đốc Nguyễn Trung Vương thừa nhận là người có trình độ đại học dược và đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Dù nhận thức rõ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm kém chất lượng, chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố sẽ làm cho sản phẩm không còn tính năng, tác dụng công dụng như hồ sơ công bố được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận cao nên Nguyễn Trung Vương vẫn chỉ đạo thực hiện. Quá trình xác minh xác định, Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Vương đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong mọi khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm từ mua nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, nhận đơn đặt hàng đến lựa chọn sản phẩm và số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng. Sau đó, ban hành lệnh sản xuất, cân nguyên liệu, phụ ra theo công thức có sẵn trong lệnh sản xuất, phối trộn, đưa vào máy đóng hộp, đóng nắp, dán nhãn, in hạn sử dụng cho đến khâu kiểm tra đóng thùng các tông đưa về kho thành phẩm rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ việc điều hành công việc sản xuất chủ yếu được thực hiện từ xa thông qua mạng máy tính gia lô theo nhóm giữa tổng giám đốc và các nhân viên ngoài ra qua kiểm tra xác minh lực lượng chức năng phát hiện đỗ minh thu kế toán trưởng công ty cổ phần sữa hà lan đã tự ý cắt ghép hai phiếu kết quả kiểm nghiệm rồi đem xác nhận sao y bản chính tại ủy ban nhân dân xã đồng lạc để được cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm để được phép lưu thông sản phẩm ra thị trường. Đối với hành vi này của Thu, cơ quan công an đã tách thành vụ án hình sự riêng và tiến hành điều tra, chuyên viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh truy tố bị can Đỗ Minh Thu về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và đã bị tòa án nhân dân thành phố Chí Linh tuyên phạt mức án 62 tháng tù giam. Theo thông tin từ đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đội công binh Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, tại căn cứ Highway, khu vực ABA ở Châu Phi, đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tổ chức sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà module 3 có diện tích gần 100 m2 thuộc khu vực bệnh viện dã dạ chiến cấp 1. Cờ tổ quốc nằm ở vị trí chính diện với cổng ra vào, dễ dàng được nhìn thấy ngay từ tuyến đường dẫn vào căn cứ. Mặc dù phải đối mặt với những cơn mưa bất chợt kéo dài khiến lớp sơn vừa tô đã trôi màu, tuy nhiên đội đã nhanh chóng hoàn thành lá cờ chỉ trong vòng 5 ngày. Đây không chỉ là lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với căn cứ của đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam mà còn là lời khẳng định niềm tự hào dân tộc của mỗi chiến sĩ mũ nổi xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại ABE Cũng trong dịp này, đội công binh gìn giữ hòa bình tổ chức một số hoạt động như sửa và bàn giao thuyền cho người dân tại cộng đồng địa phương Mijak, viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho bệnh viện ABE nâng cấp các tuyến đường, tổ chức nạo vét đường mương nước, thay mới cống, hỗ trợ chống ngập lụt tại khu vực. Việc giúp đỡ người dân sửa thuyền đã đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực, phục vụ nhu cầu cần thiết nhất của người dân địa phương nhằm mục đích phục vụ đời sống sinh hoạt và kiếm sống của người dân ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại, đội công binh số 2 sửa chữa 4 con thuyền cho cộng đồng khu vực làng Mi Giáp. Đội công binh cũng tổ chức viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho bệnh viện ABE, nâng cấp các tuyến đường, tổ chức nạo vét đường mương nước, thay mới cống, hỗ trợ chống ngập lụt tại khu vực ABE. Đại tá Nguyễn Việt Hưng, đội trưởng đội công binh Việt Nam khẳng định, tất cả chúng ta tất cả những người đang sinh sống và làm việc tại abe dù là người abe lực lượng gìn giữ hòa bình dù có mặt hay không luôn luôn nhớ rằng chúng ta đang sống cùng nhau trong ngôi nhà chung abe và cùng nhau chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho abe